xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo. Hôm nay thì bọn mình sẽ làm một cái thử thách khá đặc biệt. Ở phía sau lưng mình là có 4 cái máy bay các bạn ơi. Anh em bay lên chơi tí nào, bay lên cao tí nào. Anh em thấy máy bay của anh em chưa? Máy bay màu xanh nhạt là của Mèo này, máy bay màu vàng là của Henry, máy bay màu trắng là của Tailwind. Ủa mà sao máy bay màu trắng mà động cơ là màu xanh? Thế anh đấy em tóc trắng xong rồi thân em mặc áo xanh không anh? Chị chẳng cũng tinh tế đấy. Tinh tế nhá. Ui, máy bay màu cam nó bi đẹp rồi. Ui, lên màu đẹp nhá. Wow, ui, gọi ơi. Còn máy bay màu cam trông chất lượng. Được rồi, ok. Thì hôm nay bọn mình sẽ thử thách đó là trang trí máy bay các bạn nhá. Máy bay bi tim ấy, mỗi người một cái máy bay. Nói chung là để concept ai là người trang trí đẹp nhất các bạn nhá. Ấy, cuộc chiến trang trí máy bay các bạn ơi. Rồi trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện mè và đừng quên nhớ đăng ký cho kênh ủng hộ Mèo các bạn nhá. Và nhớ cho phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Mèo cũng như Blastar thằng Mèo và thằng Bitim nữa các bạn nhá. Và đừng quên là qua channel của thành viên Bitim cũng có một brand này, Mèo này, Huyền Duy này, Tailwind này cũng như Nabin nữa các bạn nhá. Ok, bây giờ thì anh em bay về máy bay của mọi người đi. Ok, hãng thành công Huyền Duy xin chào quý khách. Ê giờ hãng không Mèo xin kính chào quý khách. Ơi rồi. Bây giờ đầu tiên chúng ta phải trang trí đây là buồng lái phi công này. Kính chào quý khách. Ok, hãng hàng không Nabu Airlines. Chạy. Từ bên mình sẽ trang trí bằng ghế các bạn ạ. Mình sẽ dùng cái ghế nhỉ. Của skin của mình là xanh và trắng thì mình sẽ trang trí ghế trắng. Đó, mình sẽ dùng ghế trắng trang trí các bạn ạ. Mình sẽ dùng cái ghế bạch dương. Đó, ghế cái bạch dương rồi. Trước tiên, chúng ta phải trang trí cái phần phòng vệ sinh cho máy bay. Rồi, trời ơi, người ta phải trang trí ưu tiên khách hàng lên hàng đầu. Nó đi trang trí nhà vệ sinh trước các bạn ạ. Thế này là không thể chấp nhận được. Anh em đừng qua hãng không của Tailwind chơi nhá. Đấy, cứ qua hãng của Mèo không. Không, anh ơi, kiểu tụi mình phải làm phải phòng vệ sinh phải chặt chẽ các kiểu không? Thôi, đừng có văn. Người ta ưu tiên khách hàng trước. Ông mà đi ưu tiên cái nhà vệ sinh trước là hỏng rồi. Thế là hỏng mới bận hả? Hỏng. Không phải, nhớ đâu có những ông kiểu như là đang đau bụng chạy kiểu chạy lên máy bay. Thôi, hàng không của Mèo là khách hàng ưu tiên hàng đầu các bạn ạ. Yên tâm mà đến với hàng không Mèo Airlines là các bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất nhá. Đấy, tôi đang trang trí ghế khách hàng trước này. Đấy, ghế để bình thường á, máy bay của bọn kia ấy nó chỉ có một khoang thương gia thôi. Riêng máy bay của Mèo tất cả ghế đều ghế thương gia luôn mà giá lại giá hàng phổ thông, thế mới đỉnh cao các bạn ạ. Đa cấp hãng người ta uy tín như thế mà kêu đa cấp, không thể tin được bạn ạ. Đa cấp rồi. Hỏng rồi, thế này là hỏng rồi. Rồi anh Mèo. Ok, đó. Đây là hàng, đây là khoang ghế phía sau bảy mình sẽ trang trí. Đấy, ôi từ từ. Ui, khoang ghế này thì mình sẽ trang trí theo kiểu nó mới mới một chút. Đó, các bạn thấy không? Đấy, mình sẽ trang trí theo kiểu này các bạn ơi. Đó, ui. Đây là gọi là hàng của VIP. Đấy, kia là hàng gọi là hàng ghế thương gia. Nhưng đây gọi là hàng ghế ở Super VIP phải không? Ôi, wow. Anh em thấy không? Mình phải trang trí nó phải đăng cấp như này chứ. Nó... ghế phổ thông của mình nó tương đương với ghế thương gia bọn kia bạn ạ. Đấy. Thế không các bạn thấy không? Đó, hàng ghế mình nó VIP không? Anh em trang trí có thời lượng nhá, tầm khoảng 15 phút thôi, không lâu quá. Đây mình sẽ để nhà vệ sinh à? Đây là bếp à? Đây là bếp, đây là nhà vệ sinh, đây là lối thoát hiểm. Ok. Bên này lối thoát hiểm, nó thì không cần trang trí gì đâu. Đấy, đây là ghế dành cho các nguyên thủ quốc gia này, chỉ có 2 4 6 8 10 12 14 16 ghế thôi. Đấy. Ghế thuộc dạng nó Super VIP rồi. Bên kia trang trí như nào rồi? Rồi sao anh ơi? Vẫn đang trang trí bên kia. Thế cả cứ từ từ cả. Đúng rồi. Cái gì nó không phải từ từ. À, mình sẽ trang trí ghế của phi công bạn ơi. Buồng lái phi công. Đấy, hai anh phi công. Một anh lái chính, một anh phi công, một anh cơ phó, một anh cơ trưởng. Đấy, cho nên mình sẽ dùng hai ghế. Đây là ghế cơ trưởng, đây là ghế cơ phó này. Đó, ghế cơ trưởng bên này, ghế cơ phó bên này. Đó, bảng điều khiển mình sẽ trang trí như nào ta? Ở đây khá là nhỏ. Bảng thông tin. Để coi nè. Trưởng nè, cơ phó nè. Ui, trang trí này hơi khó nhở. Dùng người khác đi. Đặt với kính ga luôn anh. Vất vẩn. Thay kính mới. Không, để anh coi xem là nên dùng kính nào. Kính hơi phèn à. Mình dùng cái kính khối to luôn bạn ạ. Kính này nhìn hơi phèn. Đợi tôi xỉu, tôi sẽ trang trí bằng cái kính xịn luôn.
Đây, có cái bộ thủy tinh lam này. Làm nhà đấy, ngon có luôn. Đó, hợp lý. Hợp lý. Đấy, bị uầy, nhìn VIP luôn. Đỉnh cao luôn, đỉnh của chóp. Còn là mình sẽ để cái gì để làm ở đây mình sẽ chọn cái làm sao? Máy móc như nào nhỉ? Nên để máy móc như nào để có thể trông nó hợp lý ta? Hey. Để coi xem là công cụ à? Bàn bàn tạo sách gì vậy là đẹp lý này. Cái bàn này, cái máy phân tích tín hiệu ở trước có vẻ khá là ổn. Từ từ để mình nghiên cứu nào. Cái máy phân tích là làm sao đặt nó hợp lý nữa. Trời đất ơi, nó hại hợp lý. Cái này đặt là luôn luôn chết bên này à? Thế không ổn rồi, không được. Thế thì mình sẽ không dùng cái bàn đạo, mình sẽ không dùng cái máy này đâu. Cái máy này trông nhìn hơi tù. Rồi, chúng ta để cái này vậy. Đói, ok. Ô, cho đây để hai ghế luôn đi, hai ghế này luôn. Ờ, cái giữa sẽ là cái này. Cái này sẽ hai bên ra cái khác đi, hai bên mình sẽ để cái mình sẽ để cái bàn này đi. Với cả cái với cả một cái nữa mình sẽ để là cái này đi. Đâu nhỉ? Đây, mình để cái này đi. Cho nhìn nó ngầu ngầu ấy thôi các bạn ạ. Nhìn cho ngầu ngầu một chút thôi. Ờ, nó thế phải để này đây chứ. Ok, ok, rồi. Trông có vẻ cũng ổn đấy bạn ạ. Rồi. Ờ, hợp lý. Rồi, bây giờ làm cái cửa nữa. Béo béo phải làm một cái cửa bạn ạ. Mình sẽ lấy cái cửa là ta, chỉnh cái cửa là gì nhỉ? Anh em cho chị đến đâu rồi? Trang trí anh ơi. Ây dạ, đang trang trí à? Ok. Em đã bị xịn ấy. Hơi bị xịn đúng luôn à? Đúng rồi. Win Airline mà anh, trời ơi, phải xịn nhứ. Bình xem vào. Cửa của phi công mà. Rồi, biển bảng cảm áp này. Ok. Cái này mình sẽ để cần gạt bên trong đi. Để khóa lại các bạn ạ. Mình sẽ để cần gạt bên trong. Ok. Hai cần gạt luôn. Phi công nào thích mở thì mở. Không thích mở thì mở. Nên để nút bấm nhỉ, nút bấm đi. Cái cần gạt này dễ lỗi lắm các bạn ạ. Để nút bấm đi. Mình để nút bấm nghe nó hợp lý hơn là cái cần gạt. Ok, rồi. Đó, rồi, vậy là cơ bản là cũng gần xong rồi đấy. À, từ từ, thế thì cái buồng này. Cái buồng này sẽ là buồng của tiếp viên đúng rồi. Mình sẽ trang trí thêm buồng nữa là buồng của tiếp viên. Buồng dành cho tiếp viên hàng không nữa, đúng rồi. Tổ bay là hay có cái buồng của tổ bay các bạn ạ. Bạn nào mà đi máy bay sẽ biết là có cái buồng nữa là buồng dành cho tổ bay. Mình sẽ để là buồng này. Đó. Hợp lý. Ok. Trông có vẻ là cũng ổn ổn đấy nhỉ. Ôi. Hợp lý luôn. Ồ, có vẻ ổn đấy. Đó. Ok. Ui. Nhìn cũng được. Cô trông cũng ổn. Ờ, cho lại làm cái cửa nữa. Đó. Rồi đây là buồng của các tổ bay này. Đó em hị. Bay ngồi hai bên luôn. Hợp lý. Đó, rồi hợp lý bạn ơi. Ok. Đây là buồng dành cho các tiếp viên hàng không này. Rồi bên này là ghế của khách hàng này. Mình sẽ làm gì đấy ta? Ờ để coi xem nào. Thật ra mình có thể làm thêm hàng ghế giữa đấy mà thôi. Chật chội quá. Ơ mình có thể làm 3 ghế mà ta 3 ghế đúng không nhỉ? Ơ là 3 ghế được mà. Ơ đúng. 3 ghế có bị hầm nhìn tù quá không nhỉ? 3 ghế nhìn chật lắm. Để cho ngầu ngầu tí. Rồi. Chỗ này trang trí cái cửa này. Ok. Bên này là khoang hạng thương gia này. Ờ mình sẽ làm mấy cái đèn đấy ta. Làm thêm đèn đấy đi. Ừ, không, thế này thì bị vướng à. Thế này sẽ bị vướng các bạn ạ. À đây, hợp lý. Hợp lý quá luôn anh em ơi. Ui, nó là đỉnh của chóp. Đó.
Đấy, đỉnh của chóp luôn. Ui, đấy, anh em đã chín đâu rồi? Anh là sắp xong rồi đấy. Hơi bị bật rồi. Anh còn cái phòng bếp nữa là xong rồi. Đó, ok. Rồi, bây giờ chúng ta đến trang trí bếp cạn ạ. Bếp này, rồi. Rồi, chúng ta tính điểm trang trí thôi nhá. Yeah. Ờ, cái bầy cửa thường đi, để cửa thường đi. Cửa này hơi phèn. Mình sẽ dùng cửa nó phải xịn. Tôi đã chuyển qua cửa trắng hết. Đâu nè, cửa gỗ bạch dương đây rồi. Đó. Đổi qua cửa này hết các bạn ạ. Ôi bài cắp. Bấm nhầm. Đây, ok. Cho mình ổn áp phết. Cũng rất gì vào này nọ chứ. Không, nhiều cửa quá. Chứ là nhiều cửa quá. Ờ, thế thôi. Ok. Rồi, ổn rồi. Đây là nhà vệ sinh này. Đây là WC. Đây là bếp, đây là bếp à? Bỏ cửa đi. Đây là bếp thì trang trí thế nào ta? Ờ, bếp mình thì sẽ dùng luôn cái đây, tủ bếp với cả cái lò nướng luôn. Lò nướng màu này luôn. Đó, hợp lý. Ủa sao mất cái ô kính này mất thì không? Chỗ này mất ô kính này. Bịt luôn. Bịt luôn các bạn ơi. Đó, đây là khu bếp. Rồi. Ờ, nhầm. Đây, ok. Cũng hợp lý nhỉ. Ờ, để cái đèn đi. Ờ, sáng phòng tí. Ok, anh xong phòng bếp rồi. Giờ đến phòng phòng vệ sinh nữa là được. Nhà vệ sinh nên trang trí như nào cho cái bàn ghế nằm đâu vệ sinh à? Từ anh còn mỗi nhà vệ sinh thôi. Sao xong rồi mới được cứ chờ thấy. Ơ cái gì nhỉ? Cái mà để làm nhà vệ sinh nó cái ống là cái gì ấy nhở? Nó có cái ống cái ấy rồi. Đó là điện. Cái bế là ở phòng tập vật hay công cụ ấy nhở? Không nhớ. Nó là cái giếng chơi và một cái nữa mình lại quên mất cái đấy rồi. Kiểu cái phễu á. Anh em mà nhớ cái phễu ở đoạn công cụ hay là tạp vật không? Công cụ. Ờ cái đấy nó tìm đích mãi không thấy cái phễu này. Cái phễu ở đoạn nào ấy nhở? Ở dưới à hay ở trên? Không nhớ. À đây rồi, đây rồi. Đó. Đây rồi. Đói. Hợp lý luôn. Đây đây mình sẽ để như này chứ. Gì vậy? Gì vậy? Tôi có dấu. Đó, hợp lý. Lắp lại cửa kính nữa. Ông nào phá cửa kính mình này, mất trời hợi luôn. Thế nên là không biết thế nào chơi lầy phá cửa kính của mình peo bạn ạ. Lắp lại cửa kính này, ok. Nhà vệ sinh tạm thời đơn giản này thôi. Làm một cái tủ ở đây nhỏ nhỏ nữa. Đó, ok. Cơ bản là chuẩn bị xong rồi đấy. Anh em như nào rồi? Xong rồi, xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Làm cái đèn nữa. Làm một cái đèn nữa. Cửa tủ đây đây. Đó. Đi đâu mà vội mà vàng. Ok, anh xong rồi nhá. Anh xong rồi nhá. Ok. Anh ơi anh. Anh xong rồi. Ôi, từ. Ok, xong rồi. Mèo béo xong rồi bên em ơi. Mèo béo xong rồi. Wow. Yeah. Ôi cái cửa hơi xì đạo. Ôi cái cửa hơi xì đạo, không sao lại đi được. Đi được. Mèo béo xong rồi anh em ơi. Từ chỉnh này nè. Chỉnh này khoang VIP. Mình sẽ sửa này khoang VIP bạn ơi. Đây sẽ là khoang VIP này. Khoang VIP. Ok rồi. Anh em ở đâu rồi? Hoàn thành chưa? Em chưa. Tôi còn chưa bữa rồi. Ôi, làm gì mà lâu thế. Em sắp xong rồi. Em thêm cái bảng nữa là xong rồi. Từ tiếp. Có 1 phút cho mới 1 phút nữa. 1 phút nữa không xong là hết giờ. 1 phút chứ 1 phút gì hết. 1 phút duy nhất nhanh lên. Đấy, mình sẽ có nên cho cái tủ ở đây không nhỉ? Để coi nào. Không, như thế này có khoảng trống tí. Ôi, từ cái này phải đi nào ta? Ok. cái cửa này nó đi nó hơi khó các bạn ạ.
được. Khéo tôi phải thiết kế lại thành cái nút mới được. Ờ, mình cần một cái cửa ở đây nữa, đúng rồi. Đó, hợp lý. Nên chỉnh thành nút không ta? Ờ, từ nên chỉnh thành cái... xem nào. Ở đây mình còn cái cảm áp nữa, cảm áp màu trắng trắng á. Đây, 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 nhìn hợp lý hơn này. Đâu nhỉ? Đây, cái này là có vẻ hợp lý hơn các bạn ạ. Ờ, đúng rồi. Ờ, cái này không bị lỗi này, hợp lý. Không phải bị lỗi các bạn ạ. Ờ, chắc là thay bằng nút đi. Mình wow. sẽ thay bằng cửa thường hay là nút đó. Thay bằng cửa thường đi. À không, thay nhìn phèn quá, cửa nhìn phèn quá. Tôi sẽ thay bằng nút bấm các bạn ạ. Đổi hết qua nút bấm trong cái cửa kia. Anh nghe xong chưa? Lâu quá nhở. Mình thở nằm đâu anh? Mình thở là mình thở mất gì không? Nhanh lên! Giờ mới vai phải có bình thở chứ. Trang trí chứ có phải là nhét đồ bình thở là bất đời hết. Trang trí thôi mà. Bình thở đi. Không biết tính thời gian, không xong là thua cuộc. Ok, ui. Như này là hợp lý hơn các bạn ơi. Để nút bấm. Chốt đơn này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tất cả dừng tay, tất cả dừng tay. Mèo béo tắt quyền phòng. Tắt quyền phòng. Tất cả dừng tay, tất cả dừng tay. Ok. Trường ạ. Không biết, không biết. Gì, ủa. Làm em đặt lộn lóc rồi nè anh. Không biết, đúng thời gian rồi nhở. Cuộc thi mà. Đây, cho mọi đứa thêm 10 giây. 10 giây nữa, 10, 9, cái gì, cho 8, 10 giây. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tắt quyền hết, tắt quyền hết. Yeah. Ôi dồi ôi, cứ trời lấy giờ làm cái gì lâu quá, quá thời gian rồi. Đi thi đại học, đi thi đại học có được rồi, đi cho thêm giờ không? Và vẫn, thôi dẹp 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 dẹp. Quá giờ rồi, 17 phút rồi, quá 2 phút rồi. Thôi trật tự, không cần cửa cũng được, nội thất thứ đẹp được rồi. Nào ok ok, tất cả tập trung ở giữa đây. Bây giờ tất cả sẽ tham quan từng nhà một, từng nhà một. Bây giờ tất cả bay hết về máy bay của Bèo nào. Anh nghe rồi. Ok. Nào bây giờ tôi sẽ thuyết trình, mỗi người thuyết trình tự xin máy của mình hiểu không? Nha. Ok. Ok bây giờ Bèo thuyết trình máy vào trước. Alo alo. Khuyết rồi. Tất cả của khách là tập trung trước máy bay của Mèo Bèo Airline nào. Rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, mọi người hết rồi. Đây. Rồi ok ok, cứ khách hàng sẽ hàng đủ. Ai xin giới thiệu. Cái cửa này. Xin, xin giới thiệu đây chúng xin mời quý khách đến với hãng hàng không của chúng tôi Mèo Bèo Airlines. Đấy, đầu tiên chúng khách sẽ được đi vào cửa nội thất và màu trắng vô cùng sang trọng. Xếp hàng ngay từ tôi. Đi từ không chen lần sau đẩy nhá. Nào. Đó, ok, vào. Ok. Nào đừng từ từ xếp hàng của tôi. Để kia quý khách đi đúng nơi vị trí. Đóng cửa. Nào, không phải. Ơ sao? Rồi yeah. Ok ok rồi đấy, đầu tiên là đây là buồng của hàng phổ thông đấy, mặc dù là hàng phổ thông thôi nhưng mà nội thất rất là VIP luôn, thấy không? Đó họ đó, hai bên đều có đèn đó, đèn đọc sách các thứ nhá. Đấy ghế cực kỳ thoải mái luôn đó. Đây là buồng dành cho VIP. À cứ vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, tao bấm cửa mở cho. Vào đây từng người vào một. Vào đây đó. Đây là buồng cho VIP, thấy không? Buồng cho các khách hàng thương gia, khách hàng VIP của chúng tôi đấy. Ngồi kiểu ngồi đây ngồi bôi tâm sự này đó, ngồi tâm sự với nhau đấy. Xịn không chung quý tộc không đấy. Ngoài ra đây là phòng vệ sinh này đấy. Mở cửa rồi, mở để mở quyền cho quý khách này đấy. Trời ơi quý khách trông nhìn khổ sở quá đấy. Này quý khách tự mở cửa đi. Trời ơi đấy, mở đi đó. Đây là nhà vệ sinh đấy, quý khách check nhà vệ sinh đi đấy, thấy không? Đấy, wow. Mở lên đó, thấy không? Ủa sao hai cái ngồi đối diện vậy anh? Kệ chứ làm sao đâu, ủa bình thường mà, chuyện bình thường. Vừa, bởi vì chúng tôi mang đến trải nghiệm mà vừa đi vệ sinh vừa tâm sự với nhau được, hiểu không? Đó, đây là phòng bếp này, đây là phòng đồ ăn này, đấy phòng bếp này, đây là cửa thoát hiểm này, đấy bây giờ cửa thoát hiểm. Đó, ok la chưa? Đó, và tóm lại là à còn nữa, bay lại bên đây. Bay đầu đầu bay. Đấy, còn nữa, còn cái nữa. Đây.
chúng ta còn có buồng dành cho tiếp viên. Đấy, đây là buồng cho tiếp viên này. Đấy, các tiếp viên sẽ ngồi ở đây. Đó, ha. Đấy không? Đây là buồng cho cơ trưởng và cả cơ phó. Đấy. Xịn đâu, xịn đâu, xịn đâu, xịn đâu. Ôi trời. Ok ok ok, thôi thôi thôi, tóm lại đó, đấy là hãng hàng không Mẹ Lai rồi. Bây giờ đến với hãng hàng không Henry Lai rồi. Henry Lai rồi, rồi. Mình bé em rất là ấn tượng đi 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 vệ sinh nhìn nhau nha. Nè, để coi xem mà hãng hàng không Henry Lai. Ơ kìa. Henry Lai bắt chước, sao lại bắt chước nội thất của tôi thế? Trời ơi. Đây bắt chước đâu? Nãy giờ có nhìn qua đâu. Em ơi, không có được. Ôi, khiếp thật. Sao sao cái cần lái máy bay mà như kiểu cần lái ô tô vậy? Trời ơi, chưa giới thiệu vậy, tự nhiên cái sao thải vào bọn okay, ta. Ok rồi. Ơi. Xin giới thiệu với mọi người. Cái quan trọng nhất đầu tiên là phải có cái gọi là gì thôi, mà anh này anh bé ảnh vô ông xem mà buồn ghê. À, rồi, rồi biết rồi, biết rồi. Đây là cái buồng phi công rồi, biết rồi. Đây 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 đây. Đây là phòng chỗ đi cho mấy cái khách ngồi đó. Ờ, nhưng mà cái đèn này vướng quá này. Cái này này, nghe này. Thế không, anh đi à? Đập vào đèn, đập vào đèn. Đấy, đập vào đèn đó. Thế không, thế không, thế không. Trời ơi. Bên này là bên này chia ra rồi, bên này đi lên. Nhưng mà cái đèn này anh đi ở giữa không được, anh trải nghiệm anh không tốt, không không đồng ý. Cái đèn đập mặt anh, ừ, đau quá. Ừ, đau quá, ừ, đau quá. Cái bài của em có một cứ rất là đặc biệt trong cái gương này. Đó. Ừ, chút đủ hỏi chân cái gì ấy, vô va phần, ui, đánh bom bảo vô va phần, không được, không được, không được, không được. Cái gì mà đánh bom? Đánh bom bảo vô va phần. Ui. Béo quá. Ây da, khoan thương da trông xịn đấy nhở. Ui. Gầm gầm gầm. Ơ, cũng được đấy. Ừ, cũng chất lượng đấy. Nhưng mà cái ghế không hợp lý, cái ghế phèn quá em ơi. Cái ghế này để cho... Anh bảo này, cái ghế này dành cho khách VIP ngồi đau lưng không? Anh thấy đau lưng không? Ghế bằng nhựa hay ghế bằng gì gì này, đau lưng quá. Ghế này xe, đây ghế của ô tô. Đúng rồi, không hợp lý. Các thế hôm này, trong khi nhá, hàng phổ thông thì dùng ghế da, ghế bọc da, ghế đệm xịn. Trong khi hàng thương gia dùng cái ghế nhìn nó cứng không, đau lưng không, đó không được. À, em đâu phải là em là người thường, em không thích mấy người giàu nên em để ghế nhựa giờ ngồi vậy đó, vậy đó. Trời chịu. Ơi, đây gì, phòng ấy, phòng vệ sinh ngồi gì ấy. Ui. Đây là phòng vệ sinh nữ. Cái này là lứa xong rồi ông đi vào nào. À, đứa năng nó xuống trong mà. Ok 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 rồi. Kẹt. Đây nhà bếp à? À nhà bếp là cũng được. Mà không có tủ chứa đồ à, thế là hỏng rồi. Nè, tủ chứa đồ nè. À ok ok rồi, bây giờ thoát hiểm đúng không? Rồi ok, được, có chứa đồ cũng ổn. Anh cứ đánh giá tốt đấy. Bố tưởng cái đèn nó không thích rồi, đèn nó cứ đang đi bị vướng vướng các bạn ạ. Rồi, bây giờ đến với hãng hàng không Win Airlines. Win Airlines. Quy đồ trắng. Ây da, bổ trắng à, cũng được đấy. Tu tu, mọi người cứ tu 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 tu. Sao không thẳng vô luôn? Không thẳng vô luôn. Đây đây đây, đào trước tiên. Thiết kế cũng chuẩn, ui, thiết kế ghế đây. Chuẩn này. À cũng đây, 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 tiếp viên này. Ui. Mọi người vào đây. Ui, xin với wow. Ui. Xin ui, được của nó luôn bạn ạ. Wow. Cái bộ lái trông chất lượng á. Ủa được, được cái đánh giá cao là hợp lý. Khi nào thông báo còn có màn hình ở ngoài này. Ôi, ôi đỉnh cao được. Wow. Được em ơi, được. Hợp lý nha. Anh đánh giá cao. Ủa ghế ngồi có cả cửa này. Ui, xin với. Ui. Ghế này là ngồi nói chuyện thoải mái luôn. Có cả bàn này. Wow wow wow, chung vít thực sự nhưng mà ít ghế khách quá, ít ghế quá. Cái này lỗ chết à? Thế này lỗ chết ạ. Đây là hai cái phòng VIP máy bay này nè, máy ui, bay phòng riêng luôn nè, phòng VIP có giường ngủ luôn nè. Ôi wow, đỉnh nhờ. Đỉnh đó, đỉnh đó, đỉnh đó, đỉnh đó, được, đỉnh của chóp. Đây đây đây, đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh. Ủa thế chỗ gì? Dạ phòng tắm này. À ok thôi thôi cũng được. Ok ok ok. Em mới làm gì mới cho đi tắm. Vậy mà chứ phải làm gì cho đi tắm? Ở đâu ra? Làm sao mà có thể tắm trên máy bay được? Được, em bảo không, em ơi em lại nhầm rồi. Phòng máy bay xịn là có nha. Máy bay xịn đi quốc tế có nha. Có phòng tắm nha, có tắm em ơi. Có. Máy bay nó rớt rồi, nước vào mặt sao? Ôi mà từ từ nha, ôi anh bảo này. Ôi, nhưng mà máy bay này cũng đẹp đấy. Chất lượng ấy, nhưng mà ghế ngồi ít quá, không hiểu thế là lỗ chết à. Chính ra nha, ví dụ nha. Ví dụ là máy bay của anh, máy của Huy không? Một ngày bán được 100 vé đi. Thì máy bay này chắc là cùng lắm bán được 30 vé à, đúng không nhở? Ừ. Đúng không, nhưng mà máy bay em đi rất là đảm bảo, anh hiểu không? À tức là tóm lại là ví dụ này, anh hiểu Huy ơi. Ví dụ nhá, anh em mình bán vé là mỗi vé là chỉ có 1 triệu thôi. Còn thằng này bán vé 3 triệu hiểu không? Toàn vé VIP thôi. Ờ. À, hiểu. Một tháng nữa anh.
mà mấy con màu trắng mà đa, lẫn vô đám mây là đảm bảo là bị bùm rồi đó. Đấy, hiểu rồi, tức là đây là máy bay thuộc dạng cao cấp đấy, tức là Huy đánh với khách hàng cao cấp, hiểu không? Khách hàng hạng thương gia, tức là dành cho những cái người kiểu cực kỳ nhiều tiền, hiểu không? Còn anh em mình là chia ra kiểu nghèo đi cũng được mà giàu đi cũng được, hiểu không? Nó còn đây phải có tiền mới đi được đó, còn nghèo như anh em mình ở chịu ở đây. Máy bay bên giàu quá, mùi giàu quá, thôi cái này thôi, ok được, đúng chuyện đấy, chuyện đấy. Rồi, sao đến với Nabu Airlines nào? Nabu Airlines. Nabu Airlines. Ôi, ui, nhiều khoang vậy, khoang này khoang hàng VIP à, trên đầu à? Em để khoang hàng VIP trên đầu. Đây là khoang hàng VIP. Đây là ghế gì? Ghế để cho kiểu tiếp viên à? Nhân viên. Ok, đây là buồng phi công mà sao nhìn hơi phèn cũng được. Em không biết làm buồng phi công sao anh? Ok, màn hình rồi, màn hình này. Để giới thiệu từ anh vào. Giới thiệu đây. Mỗi khoang là đều có ghế để cho tiếp viên rồi, để quan sát khách nè. Ok, ủa đúng muốn tiếp viên này đông mới đông đảo ấy. Được. Ngại muốn chết. Ui, ủa màn hình thông báo trông xịn nhở, khoang nào cũng có màn thông báo ấy, xịn nhở. Ghế thường. Nhưng mà ghế phèn quá em ơi, cái ghế này phèn quá. Ghế thường. Ghế này phèn quá, ghế này ngồi đây đau lưng quá, em phải ngồi thoải mái, em phải ngồi chân ở đâu, anh trên này đâu, em không hiểu lắm, em ngồi chân anh phải ngồi khoanh vậy à? Ngồi đau chân lắm. Em phải hiểu là anh chân anh dài không như em, chân anh dài lắm, ngồi không được. Anh Nhau, vô xem phòng vệ sinh, anh. Từ 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 từ, đâu đâu phòng vệ sinh. Ôi, đọc sách luôn, ôi sẽ đọc sách kìa, what the hell, ngồi đọc sách cả, ôi, VIP nhờ. Anh Mèo, đây, cái ghế đi vệ sinh, anh Mèo. Ok. Cái này là phòng ngủ, không, cái này em đeo. Anh ơi, hàng ngủ, phòng ngủ. Phòng ngủ, phòng, cái phi công ngủ để ai lái, cái gì là phòng ngủ cho phi công. Tiếp viên. Ok. Tiếp viên phi công đây, nhà bếp. Tiếp viên phi công, ok, hơi vô lý. Cửa thoát hiểm đâu, cửa thoát hiểm đâu. Cái cửa thoát hiểm đâu? Đây nè, cửa thoát hiểm đây nè. Hốt tùy theo nhà bếp, cửa thoát hiểm luôn nào, ok rồi. Cái nhà bếp hơi bị. Thì Nabi, sao nhà bếp của chị đang nướng con gấu này? Nướng thịt gấu chứ không rồi. Cái máy bay này ủng hộ ăn thịt động vật hoang dã không ủng hộ. Đi thôi. Ok các bạn ơi, thì các bạn thấy máy bay nào trang trí đẹp nhất thì hãy để lại bình luận phía dưới nhá. Hãy để lại tên mà bạn nào thấy máy bay đấy trang trí đẹp nhất các bạn nhá. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Bạn có ý kiến đóng góp gì muốn Mèo Béo làm nội dung gì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.